Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, chủ nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì phía sau lưng của Duy đây là cái chiếc xe Mercedes-Benz GLB 200 các bạn. Thì chiếc xe này thì Duy chưa bao giờ quay review cũng như là chưa bao giờ mà đưa lên sóng cho các bạn xem ha. Thì bởi vì là tại sao mà Duy sẽ không có quay cái chiếc xe này cho các bạn xem các bạn? Bởi vì là chiếc xe GLB 200 hay còn gọi là GLB 200 này thì là một cái chiếc xe mà nhập khẩu hoàn toàn bên Duy luôn, với số lượng cực kỳ ít luôn. Cho nên là với những cái chiếc xe như thế này thì thông thường là bên Duy sẽ không có hàng để mà giao. Đó, không có hàng để mà giao, cho nên là Duy cũng là không có quay quảng cáo cho các bạn xem. Đó, thì ngày hôm nay là nhân cái dịp là cái chiếc xe vừa mới về nè, đó, để mà giao cho khách hàng á, thì Duy sẽ sẵn tiện đây, Duy sẽ quay cho các bạn xem cũng như là review thật là chi tiết, thật là kỹ cho những anh chị khách hàng nào mà đang quan tâm đến một chiếc xe Mercedes-Benz gầm cao. Và đặc biệt các bạn, đây là một cái chiếc xe 7 chỗ. Từ trước đến bây giờ thì có rất là nhiều những anh chị khi mà gọi điện vào cho Duy á, thì muốn là mua một chiếc xe Mercedes-Benz 7 chỗ nhưng ở tầm giá khoảng tầm là trên 2 tỷ đồng thôi, hoặc là dưới 3 tỷ. Thì vào cái thời điểm trước các bạn là bên Duy sẽ không có những cái mẫu xe nào như vậy, thì đa phần là chỉ có GLE hoặc là GLS thôi, với cái giá là gần 5 tỷ đồng hoặc là hơn 5 tỷ đồng đó, với cái giá rất là cao. Nhưng bây giờ Mercedes-Benz GLB 200 AMG này về để mà đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng. Thì bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật là kỹ cái chiếc xe GLB 200 AMG này có những cái điểm gì đặc biệt và tại sao nên chọn cái chiếc xe GLB 200 AMG này so với là những cái đối thủ khác, cũng như là trong phân khúc này thì bên Duy vẫn đang có một cái người anh em, đó là chiếc xe GLC 200 hoặc là GLC 200 Formatic. Đó, thì ok, bây giờ Duy sẽ không cho các bạn đợi lâu nữa, Duy sẽ mời các bạn xem thật kỹ cái xe GLB 200 này. Ok nha. GLB 200 AMG này được thiết kế có cái nét gì đó rất là giống với chiếc xe Mercedes-Benz GLS 450, bởi vì là GLB được thiết kế theo cái phong cách gọi như là bo tròn các bạn. Các bạn sẽ thấy những cái đường nét nó bo tròn, cũng như là tổng thể của nó thì được thiết kế theo một cái dạng xe SUV. Đó, SUV gầm cao, cho nên các bạn thấy là nó hơi gọi là vuông vuông các bạn, đúng không? Gọi là hơi vuông vuông ha. Đó, thì về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy là một cái điểm rất là nổi bật của chiếc xe GLB 200 này, đó chính là đây các bạn. Đó, một cái chiếc xe mà đẹp hay không các bạn thì mọi người sẽ nhìn vào cái phần đầu xe, đó là cái cảm giác cũng như là cái ấn tượng đầu tiên ha, ban đầu. Đó, thì GLB 200 AMG này được thiết kế là cái lưới tản nhiệt dạng viên kim cương. Đó, và đi kèm với lại là cái logo to bản ở giữa với lưới tản nhiệt một nan ha. Thì đây là cái thiết kế tiêu chuẩn chung dành cho những cái chiếc xe mang cái phong cách của AMG, là phong cách thể thao các bạn nha. À, các bạn sẽ thấy ở đây, thực ra các bạn nó không phải là một cái camera 360 độ nha, đây là một cái chỗ để chờ lắp thôi. Bởi vì là đối với cái chiếc xe GLB 200 AMG này á, thì nó sử dụng cái body kit cũng như là cái lưới tản nhiệt của GLB 35 AMG luôn, cho nên là hoặc là ở nước ngoài sẽ có những cái option tùy chọn ở đây, cho nên là các bạn sẽ thấy là chỗ này nó có một cái thiết bị để chờ lắp nè. Đó, nhưng mà đối với GLB 200 này thì chỉ sử dụng cái camera lùi thôi. Đó, và cái cản dưới này các bạn, cái cản dưới này thì nếu mà các bạn mà có xem cái kênh của Duy cũng như là có xem theo dõi những cái chiếc xe Mercedes-Benz thì các bạn sẽ thấy là cái phần lưới tản nhiệt này được thiết kế rất là tương đồng so với những cái người anh em chẳng hạn như là C300 nè, C300 AMG nè, GLE 450 nè, hoặc là GLS 450, bởi vì là đây là cái thiết kế của AMG. Các bạn sẽ thấy cái hốc gió chỗ này cũng như là gió nó sẽ đi vào khu vực này và lòn ở phía sau ha, rất là khí động học luôn. Đó, nói chung thì về phần đầu xe đó thì đây là một cái thiết kế chung rồi của Mercedes-Benz rồi. Đèn của cái xe GLB 200 này được thiết kế theo dạng hình vuông luôn các bạn. Đó, bởi vì là nó rất là tương đồng với lại tổng thể của chiếc xe ha. Và ở đây sẽ có một cái mí LED chạy ban ngày cũng như là ở đây. Đó, thì đây là cái điểm mà nhận diện của chiếc xe GLB khi mà chúng ta chạy ngoài đường. À, và cái đèn xe này đó các bạn, cái đèn xe của cái chiếc xe GLB 200 này, đây là cái đèn LED toàn phần các bạn nha. Đây là đèn full LED luôn.
À, thật ra thì đối với cái xe GLB 200 này, tất cả những cái bóng đèn bên ngoài cũng như là bên trong đều sử dụng công nghệ LED hết rồi. À, và bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi sang bên hông một chút xíu nha. Đây, cái bộ mâm xe này thì các bạn thấy coi như là rất là quen thuộc ha, không còn phải là xa lạ nữa. Đây là cái bộ mâm của AMG, và bộ mâm này nó rất giống trên chiếc xe C300 AMG nè, GLC300 AMG nè, GLS450 hoặc là GLE450. À, về cái thiết kế thì giống như nhau thôi, chỉ khác nhau về kích thước thôi các bạn. Thì đối với cái lớp xe của cái chiếc xe GLB 200 AMG này thì sử dụng cái lớp của Continental ha, và kích thước của lớp là 235/50R19, và đây là cái lớp Runlast luôn các bạn nha. Cái lớp Runlast thì Di cũng sẽ xin nhắc lại luôn là lớp Runlast là khi mà chúng ta sử dụng cái lớp xe Runlast thì chúng ta sẽ không có bánh xe dự phòng ở bên trong, cũng như là cái lớp xe Runlast này nhà Mercedes-Benz muốn hướng tới cái sự an toàn là chính các bạn. An toàn là chính, bởi vì là khi mà chúng ta đi ở một tốc độ rất là cao trên đường cao tốc đi, nếu mà trong trường hợp mà chúng ta bị sự cố mà chúng ta cán phải một cái vật gì nhọn ha, thì có thể là tét cái lớp xe hoặc là nổ cái lớp xe. Thì đối với cái chiếc xe GLB 200 này sử dụng cái lớp Runlast này thì chúng ta sẽ không bị mất lái ha, chúng ta sẽ không bị mất lái, nó rất là ổn định đó. Bởi vì là ở bên trong thành lớp này được thiết kế coi như là rất là dày, để mà khi mà bị nổ lớp, bị mất áp suất đột ngột thì ở bên trong vẫn còn cái lớp cao su để chịu lực ha. Có nhiều anh chị là nói là cái lớp xe Runlast nó sẽ ồn hơn, nó sẽ đi nó sẽ không êm ái hơn. Các bạn, không phải đâu các bạn, nó sẽ không có ảnh hưởng nhiều đâu, nhưng cái sự an toàn của chúng ta vẫn là trên hết các bạn nha. Đó, và một cái điểm thú vị nữa các bạn là cái chiếc xe cái bộ phanh á, bộ phanh của cái chiếc xe GLB 200 này thì sử dụng cái bộ phanh coi như là đục lỗ luôn ha, với cái đĩa phanh rất là to, vẫn là 235/50R19 các bạn, có nghĩa là kích thước của bánh trước và bánh sau nó sẽ là giống nhau luôn, nó sẽ không có khác nhau nữa. Đó, và các bạn sẽ thấy một điều ở đây nè các bạn. Đối với cái chiếc xe GLB 200 á, thì chỗ này nó sẽ không có cái bờ bước chân. Đó, giống như cái người anh là GLC ha. Đó, nhưng mà cái khu vực này thì các bạn sẽ thấy nè, được thiết kế là bằng một cái lớp nhựa coi như là nhựa mờ. Đó, một lớp nhựa mờ chứ sẽ không có sơn bóng. Thì Duy nghĩ là cái lớp nhựa mờ này, thứ nhất là nó sẽ giảm cái phần chạy xước cũng như là bụi bẩn đó các bạn. Khi mà chúng ta chạy á, nó sẽ bám vào trên đây, nó sẽ giảm cái vấn đề chạy xước của xe của chúng ta hơn ha, rất là hay. Cũng như là ở đây các bạn sẽ thấy là cái cửa trước, cửa sau nó sẽ có hai cái nẹp mạc rơm chỗ này nè. À, nhìn từ bên hông mà chúng ta cũng thấy rất là ấn tượng. Đó, khi mà chúng ta mở cửa xe ra các bạn sẽ thấy là cái phần cửa này á, nè, các bạn sẽ thấy cái phần cửa này nó rất là dài. Đó, nè, nó sẽ rất là khác so với những cái dòng xe C-Class cũng như là GLC. Mở cửa ra thì cái cửa chúng ta tầm tới chỗ này thôi. Đó, nhưng mà cái đối với cái chiếc xe GLB thì chúng ta có thêm cái phần này nữa. Đó, cho nên nhìn cái cửa nó rất là rộng. Đó, khi mà các bạn đóng lại các bạn thì cái cửa chúng ta sẽ ôm vào cái khu vực này. Đó, thì Duy nghĩ là cái không có bể bước cũng hay các bạn, không có bể bước cũng hay, bởi vì là có rất là nhiều anh chị khách hàng là phiền tối ở đây là khi mà bước xuống á, cái bể bước nó làm dơ cái ống quần á. Cái ống quần thì Duy thấy là cái đó cũng rất là đúng. Thì với chiếc xe GLB này thì chúng ta bước lên bước xuống thì nó sẽ không có cản bởi cái bờ bước chân. Cái chiếc xe GLB 200 các bạn, cái nắp xăng nó sẽ nằm ở khu vực bên này, bên tài. Nó sẽ ngược so với lại dòng xe C, dòng xe GLC hoặc là dòng S hoặc là những cái dòng xe khác của Mercedes-Benz. Đó, cái nắp xăng nó sẽ nằm ở bên đây các bạn nha. Bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra phía sau ha, phía sau của chiếc xe GLB 200 này. Thì về cái phần thiết kế các bạn, đây, cái phóng đèn nè. Cái đèn này các bạn thấy giống như mẫu xe nào? Rất là giống như GLS đúng không? Đó, chúng ta sẽ thấy hai cái hình hộp đèn ở đây. Đó, và được cái đèn được chúng ta được thiết kế từ bên đây to hơn và sau đó nhỏ lại. Đó, ở bên đây là có chữ GLB 200. Đó, thì khi mà nhìn phía sau như thế này thì Duy thấy là nó rất giống cái với chiếc xe GLS 450, chỉ có điều là kích thước của chiếc xe của chúng ta nó nhỏ hơn một chút xíu thôi. À, phần bô xe đối xứng hai bên, cũng như là đây là cái thiết kế của AMG, thiết kế thể thao, cho nên các bạn sẽ thấy ở đây là có những cái cánh để mà lướt gió nè. À, nhìn rất là khí động học ha, rất là thể thao. Về cái phần bô xe á các bạn, thì các bạn sẽ thấy là ở đây là một cái chi tiết là bô giả thôi. À, bô giả thôi. Đó, Duy sờ vào, mặc dù là đây là cái chiếc xe của chúng ta đang nổ máy ha,
đang nổ máy, cho nên là mặt gì sờ vào trong đây thì nó cũng sẽ không có vấn đề gì hết, bởi vì đây là cái chi tiết bô giả. Bô của chúng ta sẽ được chĩa xuống đất các bạn. Được chĩa xuống đất luôn. Đây là cái chiếc xe 7 chỗ hay mọi người nói gọi là 5+2. Cho nên là cái hàng ghế phía sau khi mà chúng ta gập lên á, thì có thể là cái vị trí mà để hành lý các bạn nó rất là nhỏ ha. Nó sẽ rất là nhỏ. Đó, nhưng mà với cái xe mà 5+2 như thế này á, thì Duy nghĩ là ở Việt Nam mình cũng ít khi sử dụng tới 7 chỗ. Duy thấy là đa phần khách hàng của Duy là sẽ gập cái ghế này lại ha. Sẽ gập cái ghế này lại là chính. Đây, bây giờ Duy sẽ gập lại. Đó, thường thì Duy thấy là mọi người hay gặp cái ghế này lại thì chở đồ được rất là nhiều luôn, cũng như là trong những trường hợp mà cần thiết á, thì mới có thể là sử dụng hai cái hàng ghế phía sau này. Đây là cái cặp của cameraman các bạn nha, chứ không phải là cái quà theo xe ha. Thì quà theo xe của chúng ta thì chỉ có là một cái hộp như thế này. Một cái hộp này Duy đã cho các bạn xem rất là nhiều rồi. Đây là sách hướng dẫn sử dụng của xe, túi y tế, cũng như là đây là cái thảm sàn thôi, nó sẽ có như vậy thôi ha. Ở dưới này á các bạn thì sẽ có một cái nữa nè, đây là cái tấm che hành lý ha. Cái tấm che hành lý này trong những trường hợp mà chúng ta sẽ gặp cái ghế này lại á, thì chúng ta cần để hành lý chúng ta che lại á, thì chúng ta có thể lấy cái thanh này ra để mà che hành lý ha. Đó, thì với tấm che hành lý này nó sẽ giống như trên chiếc xe GLC hoặc là xe GLS. Đó, thì Duy cũng sẽ không có nói cái này nữa ha. Nó rất là giống như vậy thôi, cũng không có gì. Ok, bây giờ Duy sẽ đóng cốp lại nha. Ở đây thì có một cái nút đóng cốp các bạn. Khi chúng ta bấm ở đây thì nó cũng sẽ xuống ha. Hoặc là nếu mà chúng ta trong trường hợp mà chúng ta kéo tay, nó cũng sẽ đi xuống. À, một cái điểm nữa các bạn. Ở phía trước và phía sau thì chúng ta sẽ có 6 cái cảm biến ha. Thì 6 cảm biến này giúp chúng ta là đậu xe cũng như là đậu xe tự động cho chiếc xe GLB 200 này. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi vào bên trong khoang nội thất của chiếc xe GLB 200 MG này nha các bạn. Cái nội thất của GLB cực kỳ đẹp luôn, và bảo đảm luôn những anh chị các bạn nào mà yêu thích công nghệ, yêu thích phong cách, yêu thích cái thiết kế hiện đại, thì với cái chiếc xe GLB 200 này sẽ bị thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên luôn. Duy đảm bảo các bạn cái điều đó. Do cái xe GLB này là cái xe mới về các bạn, cho nên là ghế đồ các bạn sẽ thấy là nó có bọc ni lông cũng như là vô lăng ha, sẽ được bọc lại. Thì Duy cũng không có tháo ra, Duy cũng để nguyên như thế này thôi. Đó, thì hơi khó xem một chút xíu ha. Thì nhưng mà bên đây thì cái ghế Duy đã bọc ra để tháo ra rồi, cho các bạn xem nó dễ hơn nè. Đây là một cái nội thất đặc biệt hơn. Tại sao ngày hôm nay mà Duy chọn cái chiếc xe này? Bởi vì là cái nội thất này nó sẽ mắc tiền hơn so với những cái nội thất tiêu chuẩn. Đó, thì đây là cái chất liệu da thật hoàn toàn, cũng như là cái nó sử dụng hai tông màu là màu đỏ và màu đen. Đó, các bạn sẽ thấy nó cực kỳ thể thao luôn. Thì với cái nội thất ghế da như thế này, nó đi chung với thiết kế tổng thể nhìn rất là thể thao như thế này, thì làm cho cái nội thất của chiếc xe GLB 200 trông cực kỳ ấn tượng hơn. Đó, thì ngoài cái nội thất màu đỏ đen như thế này thì các bạn có thể chọn thêm cái phần nội thất là ghế đen hoàn toàn, hoặc là đen ở đây cũng như là màu xám ở đây. Thì trong ba cái phần mà màu nội thất đó thì Duy thích nhất luôn á là cái ghế màu đỏ ha. Ghế màu đỏ này nhìn đã cực kỳ luôn. Thì không biết là trong video clip các bạn xem nó có đẹp, có thực tế giống như thế này không, thì Duy không có biết, nhưng mà khi mà xem ở bên ngoài á, thì nhìn rất là thích luôn. Đây là cái hốc gió dạng tubin máy bay, các bạn thấy không? Đó, có đèn ở bên trong luôn. Thì đối với cái chiếc xe GLB 200 này, đây là cái thiết kế tiêu chuẩn luôn các bạn nha. Đây là cái thiết kế tiêu chuẩn luôn, chứ không có phải trả thêm bất kỳ cái tiền gì cho cái phần thiết kế này, cho cái phần option này. Đó, thì các anh chị và các bạn cũng đã thấy những cái thiết kế này trên những cái mẫu xe khác rồi, nhưng mà đa phần là những cái anh chị đó độ thêm ha. Nhưng đối với GLB này, đó, đây là tiêu chuẩn của nó luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Khi buổi tối á, các bạn đi, các bạn, những cái đèn này nó sẽ sáng lên ha, cùng với cái tông màu của phần đèn nội thất, rất là đẹp luôn. Khu vực này là khu vực chỉnh máy lạnh nè. Các bạn sẽ thấy là cái nội thất của chiếc xe GLB 200 AMG này, cái thiết kế của nó sẽ không giống bất kỳ một cái thiết kế nào của những chiếc xe Mercedes-Benz hiện tại hết ha. Đây là một cái thiết kế mới hoàn toàn luôn các bạn. Đó, thiết kế mới hoàn toàn luôn nha. Thì các bạn sẽ thấy là thiết kế của xe C nè, xe E nè,
hoặc là xe S hiện tại bây giờ thì nó gần gần như là giống nhau. Đây là một cái màn hình, một cái chi tiết mà không thể nào mà không nói tới ha. Đây là cái màn hình liền khối hai bên luôn, counter mesh cũng như đây là màn hình giải trí. Và đặc biệt nữa là cái màn hình này, đây là màn hình MBUX. Đó, các bạn có thể cảm ứng nè, rất là sướng luôn, rất là mượt luôn các bạn. Đó, tuyệt vời ha. Thì với cái màn hình cũng như cái thiết kế này thì nó cũng y chang như chiếc xe GLE hoặc là GLS luôn. GLB 200 có một cái tính năng là kết nối điện thoại qua tính Apple CarPlay. Đó, khi mà Duy kết nối cái điện thoại của Duy vào thì chỉ việc là bỏ cái điện thoại ở đây thôi các bạn nha, bỏ cái điện thoại ở đây thôi. Đó là những cái app, những cái gì mà Duy hay sử dụng nó sẽ hiện ở trên cái màn hình này. Đó, rất là mượt mà, rất là mượt mà luôn. Bản đồ ha. Đó thì bây giờ Duy sẽ muốn đến Takashimaya ở 92-94 đồng khởi ha. Duy chỉ cần bấm nút và ra câu lệnh thôi ha, thì bắt đầu đi về hướng tây về phía đường B. À, rất là hay ha các bạn. Đó, nếu mà Duy muốn nghe nhạc thì Duy sẽ vào cái phần mà nghe nhạc thôi. Đó, nếu đó nghe nhạc thì Duy sẽ chỉnh nhạc và nghe thôi. Hầu như là Duy sẽ bỏ cái điện thoại ở đây và đậy lại luôn các bạn. Đậy lại luôn. Đó, thì cái điện thoại của Duy hoặc là tin nhắn tới hay là cuộc gọi tới nó đều thể hiện trên này hết. Đó, rất là thích luôn. Đó. Và một điều đó coi như là cực kỳ hấp dẫn luôn các bạn. Đó là tay lái ha. Đó, một cái tay lái thì đối với những cái người mà yêu thích lái xe, những người mà yêu thích thể thao thì cái tay lái xe là một cái chi tiết rất là quan trọng. Thì GLB 200 này sử dụng cái body kit của AMG và nội thất của AMG luôn, trong đó có cái vô lăng của AMG. Đó, các bạn sẽ thấy vô lăng AMG thì thông thường nó sẽ được thiết kế theo dạng ba chấu như thế này, cũng như là ở trên này nó sẽ có những cái chi tiết ốp nhôm ở đây. Đó, nhìn nó rất là đẹp luôn, cũng như là đáy bằng. Đó, chỉ có những cái tay lái của AMG thì mới sẽ được thiết kế như thế này, cũng như là bọc cái chỉ màu đỏ như thế này. Nó rất là sang trọng luôn, rất là thể thao luôn ha. Đó, về cái tay lái này thì nó cũng sẽ giống như những cái tay lái khác ở khu vực này, cũng như là khu vực ốp trên cửa ha. Thì đây là cái chi tiết bằng nhựa thôi các bạn, chứ không phải là carbon nha. Chứ không phải là carbon. Các bạn nhìn thấy, nếu mà Duy không nói ha, các bạn nhìn sơ qua các bạn sẽ thấy tưởng đây là carbon. À, rất là giống carbon luôn, rất là đẹp. Đó, còn những chỗ này các bạn sẽ thấy nè, những chỗ này, đây là cái đèn viền nội thất ha, đèn viền nội thất của cái xe. Thì với cái thiết kế mà đèn viền theo thấp hay những cái sợi chỉ như thế này á, thì nó sẽ thiết kế giống như trên chiếc xe GLS, trên cái chiếc xe GLS hoặc là GLE. Đó. Khu vực chỗ này thì các bạn sẽ thấy là nó, khi mà Duy ngồi cái chỗ ghế lái này các bạn, cũng như là cái khu vực ghế trước nè, thì Duy thấy nó rất là thoải mái, rất là rộng rãi luôn. Cái chiếc xe GLB 200 này á, nó sẽ được thiết kế theo cái phong cách là với cái thiết kế là vuông, cho nên là cái phần mà cái cột này các bạn, cái cột này nè, đó nó hơi đứng một chút xíu, hơi đứng một chút xíu, cho nên là làm cho cái góc nhìn, cái mặt kính phía trước nè, cái view phía trước nè, nhìn nó sẽ rộng rãi, rất là thoáng, cũng như là cái điểm mù bên đây nó sẽ hạn chế hơn rất là nhiều. Đó, đây là một cái chi tiết mà Duy thấy cực kỳ hay khi mà lái chiếc xe này. Thì với cái chiếc xe này các bạn thì hướng nhiều tới là những khách hàng trẻ tuổi cũng như là các chị phụ nữ ha, các chị phụ nữ, cho nên là cái vị trí ngồi cũng như là cái góc nhìn ở đây nó cực kỳ quan trọng luôn, cực kỳ quan trọng luôn. Cũng như là khi mà Duy ngồi vào cái vị trí ghế này các bạn, là Duy thấy nó rất là rộng, rất là thoải mái. Mặc dù cái ghế của chúng ta các bạn sẽ thấy nó không có to lắm đâu, nhưng mà ngồi vào nó rất là ththoải mái. Cũng như là bởi vì đây, cái chỗ này các bạn, chỗ này nó được thiết kế nó nhỏ gọn lại, nó sẽ không có to giống như là trên chiếc xe C hoặc là chiếc xe GLC, cho nên là cái không gian mà để chân chỗ này nó cũng rất là thoải mái luôn, rất là thoải mái. Thì đối với cái chiếc xe GLB 200 này thì sử dụng cái ghế chỉnh điện và có 3 vị trí nhớ ghế luôn. Và có một cái chi tiết nữa các bạn, sửa ghế ha, sửa ghế. Đó. Nếu các anh chị và các bạn nào mà thích nóng ha, đi những cái khu vực mà thời tiết lạnh ở ngoài Bắc hoặc là ở Đà Lạt ha, thì chúng ta có thể sử dụng là tính năng là sửa ghế cho hai cái ghế trước. Đó, cho hai ghế trước. Cái tay nắm cửa các bạn, cái tay nắm cửa chỗ này nó thiết kế rất là đơn giản luôn ha, nhưng mà các bạn thấy nó rất là hay ha. Đó, được ốp nhôm như vậy thôi
vuông vức vậy thôi, nhưng mà Duy thấy rất cực kỳ thích luôn. Thực ra đối với cái chiếc xe GLB 200 này, nó sẽ hướng nhiều hơn đến cái phong cách của giới trẻ cũng như là sự thể thao đó. Các bạn sẽ thấy cái nội thất này nó thể hiện ngay cái phong cách thể thao luôn, chứ không có gọi là bị lai tạo gì hết. Nhìn vào là chúng ta biết đây là một chiếc xe thể thao liền ha. Và một cái điểm nữa các bạn, cái chiếc xe GLB 200 này nó sẽ không còn cái nút mà lóc cửa, cái nút lóc cửa chỗ này nữa, đối với những giống những chiếc xe khác ha. Thì cái nút lóc cửa nó thay bằng cái đèn đó. Khi mà chúng ta nhìn vào cái tín hiệu đèn này thì chúng ta đã biết là cái xe của chúng ta đã lóc cửa hay là chưa lóc cửa ha. Đó, đối với cái cửa tài chỗ này thôi đó, nó bỏ những cái chi tiết chốt cửa chỗ này rồi. Cốp xe thì nó cũng không có gì ha, cũng là vừa thôi, không quá rộng. Khu vực để tay này thì sẽ có một hộc để chúng ta để đồ, cũng như là bên trong hộc này nó sẽ có một cái USB để chúng ta kết nối nghe nhạc hoặc là sạc điện thoại ha. Đây là cái USB-C, tất cả những cái USB ở trong cái chiếc xe GLB 200 này đều là USB-C hết. Cái khu vực này là cái khu vực mà touchpad nè, và Mercedes-Benz cũng thiết kế cái cục này để chúng ta để tay thôi, nó cũng không có làm gì hết. Cho nên là các bạn thấy không, nhà sản xuất họ cực kỳ tỉ mỉ, cực kỳ chăm chút luôn. Chỗ để tay touchpad thế hệ mới, cũng như là dynamic nè, chế độ chuyển coi như là chế độ lái của xe. Thì GLB 200 này chúng ta sẽ có 4 chế độ lái thôi, chứ không phải là 5 chế độ lái như dòng xe C hoặc là dòng xe E. Thì chúng ta sẽ có là Eco, Comfort, Sport, cũng như là chế độ lái theo sở thích cá nhân. Đó, ví dụ như lái theo sở thích cá nhân thì các bạn có thể là cài đặt bằng cách là bấm vào đây ha. Chúng ta chọn hệ thống dẫn động nè. Dẫn động có nghĩa là động cơ và hộp số các bạn. Nếu mà các bạn thích lái Sport, các bạn có thể chọn ở đây. Hệ thống lái, chúng ta muốn nặng hơn, ta lái nặng hơn hoặc ta lái nhẹ hơn thì chúng ta sẽ chọn ở đây. Nếu mà chúng ta muốn lái Sport nhưng mà chúng ta muốn lái nhẹ thì chúng ta sẽ chọn ở Comfort ha. ESP, hệ thống cân bằng điện tử. Nếu mà chúng ta chọn qua chế độ lái Sport á, thì hệ thống cân bằng điện tử nó sẽ cho phép chiếc xe của chúng ta trượt ha, cũng như là khi mà chúng ta chạy trong đường đua các bạn, chiếc xe của chúng ta sẽ hơi trượt một chút xíu để tăng cái cảm giác lái thể thao. Hệ thống đậu xe tự động, khi mà chúng ta kích hoạt thì chúng ta sẽ bấm vào đây ha. Thì đối với hệ thống đậu xe tự động của chiếc xe GLB này thì nó cũng sẽ giống như trên chiếc xe E hoặc là trên chiếc xe S mà Duy cũng đã quay trước đây rồi. Nếu mà các bạn nào chưa xem thì Duy sẽ để cái link ở trên cũng như là trong cái phần mô tả để cho các bạn xem hệ thống đậu xe tự động nó như thế nào ha. Cái nút này là cái nút để cài đặt xe thôi. Volume lớn nhỏ, Navi, Radio nè. Khi mà Duy kết nối cái Apple CarPlay vào các bạn đó, thì khi mà các bạn bấm vào cái nút Navi hoặc là Map nè, thì nó sẽ tự động chuyển qua cái màn hình của bản đồ nha. Ok, bây giờ Duy đang ngồi ở cái vị trí ghế sau của chiếc xe GLB 200 các bạn. Thì khi mà ngồi vào á, thì cái cảm giác nó rất là khác luôn đó. Bởi vì là các bạn thấy nè, từ cái chân của Duy đến cái vị trí ghế ngồi phía trước nó rất là dài, rất là rộng luôn. Duy không ngờ là nó rộng như vậy luôn, bởi vì là với cái chiều dài tổng thể của chiếc xe này các bạn, nó khoảng tầm 4m655 thôi. Nó cũng là tương đương với chiếc xe GLC thôi, nhưng mà Duy thấy một điều là cảm giác của Duy nha, nó sẽ rộng hơn cái chiếc xe GLC. Đó, bởi vì các bạn biết sao các bạn? Cái hàng ghế này chúng ta có thể di chuyển tới lui nè. Đó, trong những trường hợp mà khi mà chúng ta có người ngồi phía sau thì chúng ta có thể là chia sẻ cái không gian bằng cách là chúng ta nhích cái ghế của chúng ta lên phía trước một chút xíu. Thực ra nói một chút xíu thôi các bạn, nhưng mà nó rất là dài nè các bạn thấy không? Duy nghĩ ở đây nó khoảng tầm là 15 phân luôn, gần 20 phân luôn á các bạn. Đó, thì mặc dù là Duy đã di chuyển lên coi như là maximum ở phía trên rồi, nhưng mà Duy ngồi vẫn cảm thấy là thoải mái luôn, nó không có vấn đề gì hết luôn. Đó, cho nên là Duy đảm bảo luôn các bạn, cái người ngồi sau vẫn sẽ rất là thoải mái. Đó, và bây giờ Duy muốn cái ghế nghiêng ra thêm một chút xíu nữa thì Duy sẽ nghiêng ra một chút xíu nữa thôi. Rất là tiện ha, các bạn thấy không? Rất là thoải mái luôn. Thật ra đây là một chiếc xe cực kỳ tiện dụng các bạn, cực kỳ tiện dụng luôn.
Còn nếu mà trong trường hợp mà phía sau chúng ta không có người ngồi ha, thì chúng ta có thể đẩy ghế ra phía sau hết luôn. Cho nên là chúng ta duỗi thẳng chân luôn các bạn. Đó, duỗi thẳng chân ra như thế này luôn ha. Thì những cái chuyến mà di chuyển đường dài á, thì các bạn biết rồi đó, khi mà chúng ta di chuyển trong thành phố á, thì chúng ta ngồi như thế nào cũng được, tại vì là chúng ta ngồi ở một cái thời gian ngắn thôi. Nhưng mà khi mà di chuyển trên một quãng đường là 3 tiếng, 5 tiếng hoặc là 7 tiếng thì chúng ta mới thấy được cái sự thoải mái của cái khu vực này đó. Chỗ này càng rộng thì xe cái chân của chúng ta càng duỗi ra thì nó sẽ càng coi như là thoải mái hơn rất là nhiều ha. Đó. Thì đối với cái hàng ghế sau này thì các bạn sẽ sử dụng cơ để gập ghế ha, chứ chúng ta sẽ không có sử dụng bằng điện đó, bằng cơ hết các bạn nha. Cũng như là ở đây có những cái sợi dây rút nè đó. Bây giờ Di muốn gập cái ghế này các bạn ha, là Di giật ở đây đó, đậy lại ha. Cũng như là cái hàng ghế này, nếu mà trong trường hợp mà chúng ta muốn đi ra phía sau để mà ngồi thì chúng ta sẽ giật ở đây đó, sau đó đẩy hàng ghế này lên phía trước. Đó, chúng ta sẽ đi ra phía sau thôi. Bây giờ Di đã ngồi vào cái hàng ghế cuối cùng của chiếc xe GLB200 này các bạn. À, thì thật sự cái hàng ghế phía sau này nó hơi nhỏ một chút xíu ha. Nó hơi nhỏ một xíu nhưng mà Di vẫn ngồi được. Di vẫn ngồi được các bạn. À, vẫn ngồi được ha. Thì ở cái hàng ghế phía sau này á, thì vẫn có chỗ để chúng ta để được cái điện thoại nè. Cũng như là một cái chỗ đi USB để chúng ta sạc. Cả hai bên được các bạn là hai cái USB ha. Rất là tiện luôn cho người ngồi phía sau. Nói chung là về hàng ghế phía sau á, thì nó cũng sẽ không có gì mà để nói nhiều. Chỉ có điều là khi mà Di ngồi vào để cảm nhận cái kích thước cho các bạn xem thôi. Hiện tại đầu gối của Di thì vẫn chưa có chạm cái ghế. Có thể là cái ghế này đang đẩy về phía trước một chút xíu. Đẩy một chút xíu là các bạn thấy không? Đó, vẫn chưa có đụng nè. Đó, thì cái hàng ghế này có thể tạm chấp nhận thôi các bạn. Bởi vì là đây là cái chiếc xe 5+2 với cái kích thước là hơn 4m6, 4m655, chính xác là 4m655, cho nên là khi ngồi vào cái hàng ghế này như vậy thì nó rất là tuyệt vời rồi, nó không có gì mà để mà bàn cãi nữa. Và đây là cái động cơ của chiếc xe GLB200 các bạn. Đó, các bạn sẽ thấy nè, thì với cái động cơ của chiếc GLB200 này thì sử dụng cái động cơ đặt ngang các bạn nha, đặt ngang, cho nên là cái chiếc xe GLB của chúng ta sẽ không có cái trục cạc đăng truyền từ trước ra phía sau. Và chiếc GLB này nó vận hành là bằng cầu trước các bạn, cầu trước luôn. À, và với cái động cơ là 1.3 lít nhưng mà công suất nó lên tới là 163 mã lực, có nghĩa là nó sẽ mạnh hơn so với cái động cơ 1.5 của cái chiếc xe C180 đó. Thật ra là đối với những chiếc xe Mercedes-Benz khi mà nói tới động cơ 1.3 hay là 1.5 các bạn, thì các bạn đừng nghĩ nó yếu nha, đừng nghĩ nó yếu. Bởi vì là Di cũng đã lái và trải nghiệm cái chiếc xe C180 cũng như trên đường cao tốc rồi. Đó, chiếc xe không hề yếu, và khi mà chúng ta đi ra ngoài đường các bạn, chúng ta cần vượt mặt, cần tăng tốc để mà vượt xe khác, thì chiếc xe của chúng ta coi như là đáp ứng tức thì. Thì với cái động cơ của chiếc xe GLB200 này nó còn mạnh hơn cả so với cái chiếc xe C180, thì Di nghĩ là cái việc mà đi ra ngoài đường hoặc là tăng tốc để vượt xe tải, xe container hoặc là cần tăng tốc tức thời thì chiếc xe GLB này sẽ thể hiện ngay cái sức mạnh của nó luôn. Đó, thì Di nghĩ là đây là một chiếc xe dành riêng cho gia đình cũng như là hướng tới giới trẻ cũng như là các chị phụ nữ, cho nên là Mercedes-Benz thiết kế ra cái mẫu xe này cũng như là với cái động cơ này thì Di nghĩ là nó cực kỳ hợp lý rồi, nó không còn vấn đề gì nữa ha. Đó, thì với cái chiếc xe GLB200 này thì Di đã nói rất là kỹ, rất là chi tiết rồi ha. Thì đây là một chiếc xe nhập khẩu với số lượng cực kỳ ít luôn, cho nên những anh chị và các bạn nào mà thích cái chiếc xe GLB200 AMG này ha, thì muốn sở hữu sớm thì các anh chị đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Nếu các bạn thấy video clip của mình hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những cái thông tin mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz cũng như là những cái chương trình khuyến mãi từ Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo nha.